Yo, chào anh em mình coi. Sáng nay thì mình đang có mặt tại làng Thanh Chim, Điện Phương, Điện Bàn anh em ạ. Và món ăn đặc biệt của ngày hôm nay đó là mình khu chim nha anh em. Ngày hôm nay được tổ chức trong 3 ngày, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Và mình ra đây ngày này ngày đầu tiên đây với sự tham gia khoảng 20 người dân nấu mì đó anh em. Để vào đây thì mình cần phải mua vé và mang thêm một cái bụng thật to, một cái mồm thật khỏe nha anh em. Là giá vé 100.000, còn người Quảng Nam mình là được giảm còn 50.000 thôi anh em. Đây là cổng vô nè, mình mua quà vé ở ngoài kia. Còn đây là vô tham quan các gian hàng trong đây. Đây. Ủa, như khá nhiều quá nè. Giờ qua tí nhé. Bữa nay là bữa nay tổ chức thi đấy anh. Là thay một tổng cộng là có bao nhiêu dân hàng nữa anh? 17-18 dân hàng nha. 17-18 à. Gia vị là chuối. Gia vị bắp chuối. Có đường phèn nữa. Đường phèn đấy lộn gì anh? Đường phèn này mình bỏ chi mình chủ yếu là dùng đường phèn với nước mắm đông. À vâng. Ít dùng không dùng bột ngọt. Không ít dùng bột ngọt, dùng đường phèn. Đường này cũng dùng cái dòng đường chủ yếu là đường thành phần chính là đường phèn với lại là nước mắm. À vâng. Cái tô mì. Tô nó là những to thời xưa. À, tô xưa đó. Đồ cổ nhỉ. Đặc trưng của mình là tôm trứng, thịt ba chỉ. Tôm thịt thôi. Thịt ba chỉ. Đây là mình chưa biết. Rồi sống, chú cai bắp chuối nữa. Bắp chuối là bắp chuối, chuối sứ. Chuối sứ à? Chỉ là bắp chuối sứ. Có mấy miếng đó. Cai thì cái càng về người thầy cũng ăn đó. Mình muốn nôn mình ăn chú cai là quá hợp lý rồi. Cai là ví dụ như ăn mì cá được thì ngon. Dạ. Đậm đà cai. Em đi một bà một xíu lên. Okay. Cảm ơn nhé. Vô trong đi. Anh trong một xíu. Đây. Đây, đặc trưng. Đây. Mì phú chim. Mì phú chim. Để đi xuống như cái này coi. Đầu này đầu này lục mì đây. Lục mì. Nồi à. Đây là nồi trống bánh anh em nè. Đây là nồi trống bánh mì, trống mì đây. Nồi trống mì. Dụng cụ trống mì đây. Mì lá. Mì lá. Đi xuống một vòng coi đi. Nhìn hấp dẫn nha. Em qua với gì nha. Đây, cận cảnh cho anh em xem. Tôm thịt trứng. Ớt chanh. Rau sống. Đậu phộng. Đây, đặc trưng của món mì phú chim đây. Quá quê mình đó. Rồi sống chú cai bắp chuối rồi nè. Chưa. Về mình ăn đây là nhức nách đây. Đây rồi sống. Cá ngừ vườn luôn ạ. Rồi. Sạp á. Tao nhà trồng. Đi nấu nước nhân hay là nấu nước nước sôi lục vậy? Nấu nước cộng mì á. Đây ạ. Đấy, nấu nước chân nữa. Em nhức nhấu thiệt cái chứ. Đây, nồi nước mì phú chim đây, đậm đà đây. Để xíu em lên thử quá, em đi quanh quanh xíu. Dạ.
Mì. Mẫu gian hàng là của một cá nhân này, có họp tên của chủ gian hàng ở trên này luôn. Trương Thu Hà, Trần Thị Thời. À, dưới này bà đang trống mì nè. Đây anh em nè, nấu trống mì nè. Ở gần nhà chợ có bà gì của bố chợ đem rượu vô rồi. Bà đang trống mì anh em ạ. Chú con chụp hình cấu với xa gỗ hồi xưa đây, cấu xa bằng đó hồi xưa đây. Rồi nên nầu vào trong bánh, nầu đi vẫn dùm nầu gòn hồi xưa à bà, à? Nầu đầm rồi. Cái đậu đồng. Dựng lại cái nồi trón hồi xưa đây. Thấp quá. Chùm cái mặt bánh xuống rồi. Mình có toàn bộ bọc gỗ mình thấy mà phải không ạ? Mình sai là cái đúng rồi. Cái này mình làm mô hình thôi. Dạ. Ai mang nữa không la? Cái khung bánh kèn lên mình mới trốn được. Cái này giờ mình làm mô hình nó trùng xuống hết. Anh em, cái mô hình xa gỗ xưa này. Đây là câu đói xa gỗ này. Câu đói xa gỗ đó. Dạ. Xa gỗ đó anh bọc cho mịn rồi mình đem qua trốn. Bên kia là nầu trong bánh, người ta mời dựng mô hình lên cho mình xem thôi nè. À, bánh bánh là trón được hai lớp nè. Mì là trón hai lớp sao? Dạ, mì trón hai lớp. Thì xem mà khi mà mình xem mà ví dụ như có bánh là trón đều tay nè, mỏng nè, tròn nè, đó là ta nghề cô đó vâng cái chị. Cái nắng ta nó có chưa đó mà. Đây. Mì đây, lo mì đây. Cái này mình trón nhanh tay nha, chứ mà chậm là nó bị dính bánh lại. Nên nhanh chín lắm. Chị mâm đi bằng đồng mà chị. Đồng. Chị cao mày em. Trương Thị Thu Hà. Mâm bằng đồng luôn anh em ạ. Nguyên hơn con gió rồi. Và lăng vi khuẩn. Và con rồng ở giữa à. Lăng vi khuẩn. Lần lúc đồng Phước Kiều đó. Chán tô đây. Quay lại thử món mì của anh nhé. Đây món đầu tiên đây. Dễ gì mà chiếm được vị trí đầu tiên đúng không? Vâng. May mắn lắm bóc số đầu tiên. Vâng. Cái này là bóc số vâng. Bóc số ngẫu nhiên thôi. Vâng, bóc số ngẫu nhiên. Vâng. Gặp dân hòn trưng bày cũng đẹp nữa. Cho anh cho em một tô đi. Vâng. Vâng. À, để anh ra cho mình một tô mì của em nữa nha.
mì các loại. Bên chọn là tôm chưa có biếu à? Thịt ba chỉ, thịt ba chỉ, thịt ba chỉ phải có thêm mỡ mới thơm. Đặc trưng của mì Vũ Chim là tôm, trứng cút, thịt ba chỉ, đây, nước chấm đậm, đây, là nước nhân đó nè. Thì Vũ Chim là quan trọng nhất cái này nè. Đó là cua xay ra đúng không anh? Tôm đất luôn, xay là chứ là đậu phộng xay, đậu phộng tươi xay nhuyễn. Quay xuống ha. À, bánh tráng bánh tráng đây tô mì của mình đây à, ớt chanh ok luôn. Chanh ớt à, rồi. À, đủ vị của một tô mì của chim đây nè em vô sơ phát nữa như nào cái này trên cái các bạn nghe tô là sống của mình nè đây đặc trưng của người Phú Chim là thịt ba chỉ, tôm, trứng cút, chanh, ớt, rau sống, bánh tráng, đây rau sống đây rau sống mà có dưới về Quảng Đông mình mà ăn là sống có chú cai bút là gì có thể là có chú ăn mười ba này mình tráng nè làm được 15 ba năm đấy nè sáng giờ về về bận từ 15 hoài nhân 6 là mùi càng ngon đấy nè sắm làm mấy bữa này đi làm liên tục à, đó là bình chọn này đấy. À, dạ. Cái này là dạ, cái tính vía thôi. Đây, một vía bình chọn cho anh quay số 1 rồi. Ngon. Hello. Thử quán anh trên kia rồi giờ xuống thử quán cô dưới này. Dạ. Không phải dạ. Cái bữa cô cũng đi gánh đi bón luôn rồi cô hay là bón ở nhà quán thôi cô bán ở nhà có nhà à bón tạm bón là con nào tôm thịt trứng nồi nhưng à, nhưng tôm ướp náo hay là cua cô? Tôm xong không? À, nên là tôm xong. Ừ, tôm xong. À. Sa cô sa anh. Dạ. Tôm xong nên mình sa rồi ướp rim với thịt đâu, với tôm trứng rồi đó. Đúng rồi. Đừng không. Biết cây. Phẩm bánh tráng. Hành. Để lại dạ. Dạ. Nó ra sống rồi vậy. Dạ. Rồi. À, cảm ơn nghe. Dạ ok. Còn có ba phiếu mà. Đây à, thử phát. Tại thấy cái tô này chắc ăn nửa tô rồi qua anh kia ăn nửa tô nữa quá. Tô cho cô cho ứng nứ luôn. Dạ. Nhiều. Ok không em. Nó sống. Tiếp tục được cô cho thử mì đây. Lấy ghế cho em ngồi coi. Dạ, không sao đâu, để em qua nếu ngồi cho. Qua nó ngồi. Dạ. Đúng rồi đó. Trừ là sợ cho bé con ấy mà. Không, bé ăn ngâu mà. À, cái này dạ, mà lùm ít cho thử mình là. Cho con ăn à. Anh vào đồ phụng mình đó. Vào đồ phụng luôn. Vào đồ phụng phi với nén. Thành tủa nén. Rồi. Phụng đây. Mình ra. Dạ. Ok. Rồi chào xin. Đây, như tô này là thử đây là được vừa rồi. Có rồi sắp rồi không? Có rồi. Không qua anh thử luôn. Đây. Tô mì cô
gắn bên cạnh. Đây, cho mình đây. Lồm nuôi con lồm tôi nhỏ nhỏ ở đây để ăn thử biết rồi nha. Bên đây có nhiều gánh, đây có nhiều giòn hòn lắm. Mỗi giòn hòn ăn một ít cho biết. Ok, đó mình tóm tắt lại vài thông tin cho anh em xem, đó là giá vé vào cửa đây là 50.000, còn vô mình ăn uống đây thì mình không trả tiền. Hồi nãy mình hỏi mấy cô mà cô nói là không trả tiền tại vì có tiền vé rồi kìa. Vô đây ăn uống bình chọn. Cũng đậm vị. Đặc trưng của món mì Phú Chim đây là thịt ba chỉ nè. Như nãy mình nói là ba chỉ, trứng, trứng cút, tôm. Cái này là nước này là mình rim với tôm sai hay là tôm sai hay là cua các bạn? Cái này là cua không có trứng. Nhá. Cái này cua ăn thấy cái này ngon hơn hả? Ngon. Nó mình rim không trứng. Không trứng. Rim bằng ba chỉ là cua lựa. Dạ. Ngon. Dạ. Ô hai người bó mà vâng. À con này con ăn. Giờ chắc phải có một người đứng ở trên ngoài nữa. Chứ tụi con như còn tụi con đi là tụi con ngồi nhìn vô. Và không thấy đâu hết. Bây giờ trang này mới thấy cái đằng trang để cái thắt ngon trang này. Để chai cái nó lại. Dạ. Để phải có một mở người. Mà không mở chai. Nhưng mà cái quài cô là ăn là bát gì. Dạ. Chắc cô phải bỏ giờ tô lên trên nó trưng bày. Người ta đi ngon và người ta nhìn cái vô ấn tượng đầu tiên và người ta chụp hình nữa. Đây người ta vô. Nhưng mà có dạ. Vô mà chụp hình nữa để để kiến. Kiến là sợ kiến luôn, cứ làm biết đó. Dạ. Lại chụp làm biết không? Rồi để mì ló rồi để tái trắng rồi thái nữa luôn đó kìa. Dạ. Mâm mì ló đó kìa. Dạ. Vô đừng thất đồ ngon đó mà đâu có tái là người khách du lịch nhiều đi ngon quá nhìn. Giờ đang đi ra mua thêm cái vé nữa. Tại vì vô trong nó ăn không trả tiền. Người ta không lấy tiền. Người ta chỉ tính trong tiền vé thôi, ra mua thêm vé đó, vô ủng hộ. Quay con vé. Chị cho em thêm một vé nữa vậy. Ăn vô ăn không tốn tiền. Thôi ra mua thêm vé vô ủng hộ. Cái nó là chi vậy? À, sticker. Dạ, cảm ơn nghe. Dạ. Tiền để đây. Dạ. 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 Phòng vé được 3 phía bình chọn. Mua thêm. Sáng nay thì ăn được 3 tô rồi. Giờ vô thêm 3 tô nữa. Là ăn được hay không biết. Chứ không có cái thế mà chạy em nghỉ. Không, em đâu nghỉ chay thì đó. Ai ăn mà phụ. Cái ăn luôn cái chay cái chết chứ. À mà ví dụ mình đi. Rồi, có cho một tô đi. Dạ, ok. Lại cho tô bên cô khó vậy. Là dạ, lấy tiểu tô gia truyền qua đời rồi đó. Tô hồi xưa. À. Vâng. Xưa. Nãy tưởng đâu là dưới là một cái chén ở trên là một cái dĩa chứ. Không, nó là tô tiền đó. Tô gia truyền đó. Tô cổ đó. Tô cổ truyền. Tô này tô hồi xưa trước mình ăn mình hay ăn này. Mấy cái này là hồi xưa nè. Dạ. Hồi xưa hầm có cái này nè. Đũa trai hồi xưa. Đây nè, cái tô này nè. Cái tô có đít này ở dưới nè, nhỏ nhỏ là này cái chỗ đó. Dạ dạ. Dạ. Cho ít ít mì thôi để mỗi chúng ta ăn thử xíu. Cái tô này rất to chứ, nhỏ lắm. Dạ. Ở đây chỗ này. Rồi đưa con. Chờ đây. Rồi xin. Chị em lồm cho anh tô ít không ha? Dạ. Hai chị lồm cho anh tô. Anh tô nó dễ trồng. Ăn tô cơm, ăn nữa hả? Dạ, ít mì. Lồm hết tô không bỏ nước nhân. Thế nhưng rim bằng tôm hay là bằng cua vậy? Tôm. Tôm. Nước nhân thì mình lồn bằng tôm. Lồn tôm mà con nít không bỏ ra đâu. Dạ. Con nít không bỏ ra. Nên nhỏ có bón cái hòn ở nhỏ hay là bón đây? Bón ở đây một lít thái tâm. Lít. Một 14 lít thái tâm. Một 14 lít thái tâm. Một
Ủa, ngồi đồ nẻ là gì? 141 141 à, dạ 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 141 Lý Thái Tâm. Đây, ở ngoài Đà Nẵng. Vô sơ thử thôi. Dạ, lòn nghèo Phú Chim đây. Tô của mình là cô cho, chị cho cái tô to này để mình dễ trộn. Còn đây là tô của người đang ăn nè. Tô này tô kiểu hồi xưa. Tô này mới đúng tô của mì Phú Chim. Đây là cái tô gốc của mì Phú Chim. Dạ. Phú Chim mà chưa ăn tô này rồi. À. Còn mình ăn nhỏ mình tô to nó cũng quen là mà thôi vô đây mình có thưởng thức cái tô mì cổ đi. Không, đây là em mỗi lần mì cổ ăn lại của tô này. À dạ. Dạ. Hồi xưa là ăn mì Phú Chim bằng tô này ra nè. Cho chú mượn chứ nha. Đây đây đây. Đây. Một cái kiểu tô như thế này là chị cho cái kiểu như thế này đây. Cái này là tô xưa đó vậy. Ừ, tô xưa. Tô xưa các bạn. Dạ. Gốc của mì Phú Chim còn mì Quảng người ta lộn bây giờ. Dạ. Có bay câu không ra. Ừ. Dạ, cảm ơn. Rồi dũa ghê vậy. Ăn đi con. Đây con trái trên này vậy luôn. Trời, ăn tô mì xưa dùng đũa tre đây. Rồi, đâu đũa. Rồi, bấm tre bỏ cái đũa nó vô. Rồi, có không gì. Còn hơn này mé cứ ngỏ tay. Wow. Theo hình thức Thái là mặt giá trị văn hóa là tiệm như là phải giá trị rồi đấy. Vâng, chấm điểm tô rồi nè, trình bày rồi nè. Dưới đây là mấy tô này tôi hồi xưa à. Đũa tre nữa nè, đấy. Văn hóa của gốc người Quảng xưa đây. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon ngon. Ngon ngon. Ngon ngon đúng không? Cái tầm phía mua đâu? Đây này thùng mía, thùng rau, thùng mía hả? Mía treo đai à? Ok. Đây, bỏ vô đó đã. Đây đây đây, bỏ vô. Ok ok, ngon á. Dạ, à, cảm ơn nha. Dạ. Ngon. Dạ dạ. Dạ dạ. Tiếp tục vô bên trong này coi thế nào ạ. Nè bông bánh, bông trà. Nước mắm có khô. Sập phẩm. Bánh khô mè. Bên này như là các loại trà thảo mộc đây. Vô trong coi thôi. Menu giá trà. Sức thất nhật kinh khâu trà. Trà sen bách diệp. Thảo mộc bách việt. Đào biết. Sáu mươi ca một quả, sản phẩm hậu quả, cà thảo mộc 15k một ly, thảo mộc bông artiso, bếp nấu trà nấu nước bằng cà. Chị ơi, có bán ly trà nữa không? Có bán ly trà thảo mộc nữa không? Dạ có. Trà một ly với. Anh nhớ review cho em nha. Ok. Anh review em tặng luôn. Rồi. Quay một ly thả một em ơi. Dạ. Em đi qua đây anh đi qua để anh đi quay cái tay của mày bằng. Thôi em cứ qua làm đi cũng được cái gì đâu mà. Thôi nó còn phải đúng quy trình thôi. À. Đó, để đó anh quay cái lưng okay, của nó. Ok ok. Nhớ đưa cái mặt em ra đầu tiên nha. Ok ok ok. Đây. Rồi đó. Cà thảo mộc này là làm bấm artiso à? Bấm artiso à? Artiso, xin anh quay artiso luôn ạ. Em bấm
Trà thảo mộc này phơi sẵn, mình làm sẵn rồi đó. Bỏ màu tiso này mình lên men sao em? Dạ, phơi này đó là em phơi làm trà khô. Và mình lên men thì sẽ làm thành a tiso syrup. Syrup là tươi á. Nó có men, còn trà là không có men. Trà là phơi khô, còn syrup là bơm tươi, lên men. Ok. Ok, cho anh thấy một ly. Cộng là con 5 hộp nha, cộng là 6 hộp. Cảm ơn em, cảm ơn em. Cái trà đi con, dạ. Một ly của mình đây, một ly có giá 15.000 đúng không? Dạ, đúng rồi nè, em có con dấu nữa đó mà em quên đem để đâu. Đây, cái này là bông lá trò của mình. Cho anh, xanh. Anh chụp hình cho em. Thử qua coi. Ok, ok. Tốt hả? Này, ông mày đi vô cái khu địa phương đi chơi, mày có đánh đi được không? À, sao mai chưa vậy? Cái ghi vào cho anh Bình này. Cái này là băm hoa artiso sẽ khô với gần như có thêm thảo mộc nữa không? Dạ. Không. Ok. Không hợp trà thảo mộc là được chế biến từ những loại này đây. Có ngọt. Với lại thêm những cái đặc biệt riêng do từ vùng Tây Bắc về. À, sáu tâm phân. Dạ, với lại cái này. Hồng cờ trung du. Dạ, với lại bạc hà, với gừng, với lại hoa. Dạ. Chín kết. Và đặc biệt cái vị ngọt hậu đó là chính từ cái cỏ ngọt này. À, đúng rồi. Ngọt hậu là do cỏ ngọt này đây. Dạ, đúng rồi. Cúp vàng đại hóa. Mắm trà này là mình bỏ trà xanh vô mình nấu sao? Dạ đúng rồi, bỏ chè xanh vào để mình làm những cái ấm nước chè xanh. À, cho anh một ấm đi, cho anh một ấm đi. Dạ. Ok. Nấu nước sâu đây ạ. Dạ. Cái này nấu nước sâu đây. Ồ, cái quài này là má chị em làm đúng không ạ? Dạ, em làm trong một buổi. Một buổi. Mình cửa hàng mình là ở đâu? Dạ em ở 89 Trần Phú với lại 156 Nguyễn Tri Phương. Hậu An. Dạ Đà Nẵng, Hậu An luôn. Đà Nẵng, Hậu An. Ok, để em nói rõ lại địa chỉ đi. Dạ, 156 Nguyễn Tri Phương ở thành phố Đà Nẵng. Và 89 Trần Phú. 89 Trần Phú của Hội An. Ở Hội An. Ok, ok. Ngon mà. Vô anh thử thêm bình trà xanh đi. Trà xanh lau rồi mình không uống. Đây. Chè xanh chứ. Đây nó có ly sẵn rồi. Đây có okay. Sẵn rồi. Có còn vắng dạ. Chứ. Dạ con, ở dưới vẫn đang bán. Chè của mình đây. Cái gì? Ở dưới vẫn đang bán. Thêm được một bịch một ấm trà, một bộ ấm trà. Chị khuyến mãi tặng giảm giá cho nữa rồi tặng thêm một ly nước trà thảo mộc. Thôi, giờ về lại Đà Nẵng thôi. Rồi đi video up lên cho anh em xem nha. Ok, bye bye thôi.